Tổng Minh Đô xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hiện tại buổi chiều ngày mùng 5 tháng 11 và trong buổi chiều nay em rất vinh dự được giới thiệu đến các bác cũng từ anh em hôm nay về nhập về được 50 bộ chân loa. Đây là mẫu thiết bị phụ trợ để cho các bác như sử dụng để kê loa, kê những chiếc loa phone như là chiếc loa nằm. Thì đồ mẫu chân loa này là em nhập ở Việt Nam anh nhé, của công ty Đăng Huấn ở Việt Nam. Và đây là mẫu chân loa sắt, ở ngoài đã phun sơn sắt vào. Cái đặc điểm của cái mẫu mà em về, như các biết thì như lần trước em về cũng vậy, thì cái đợt bản em về là sẽ là gồm cái trụ của chân nó đều, các phần bo đây đều bằng sắt cả, nên nó đảm bảo cái chất lượng. Và có thể mỗi cái chân chống này để chống được trọng lượng tải lên trên 40 kg, nghĩa là có thể tải được một quả loa bát 40 nhá, quả loa 40 một cọc này, 40 đơn đi các bác ạ. Thì đây là mẫu, cũng là mẫu cao nhất, là mẫu cây to cao nhất, để tối đa của nó thì đạt độ cao khoảng 1m7, 1m8 mẫu cao nhất. Nhưng khi bác hạ thấp nhất nó cũng phải được tầm 1m1, 1m2 bác nhé, hạ thấp nhất bác tầm được 1m1, 1m2 tùy theo độ cao. Nhưng em chỉ nhập một mã thôi, mã cao nhất, vì giá thành giữa bản đời bản cao 1m1, 1m2 tầm đời trung hoặc đời thấp ý, với bản đời cao to này chênh nhau không nhiều, mà cái mức giá mà em đưa ra cũng rất là tốt, chỉ có 450.000 một bộ thôi. Bộ sợi các bạn vẫn còn sử cho mình một bộ chân loa, một bộ đây là hai chân bác nhé, theo nguyên hộp nó sẽ là hai chân. Tổng số lượng em về thì đây là 50 bộ, đây là bộ vừa xếp đây này, đang ở kho. Thì bên trong của nó, bên kèm theo nó thì là có túi bóng này, túi bóng để bọc sản phẩm hai chân này, rồi là đây cái mặt này thì để các bác sử dụng cho loa nằm nhé, mặt này bằng sắt nhưng có lưu ý nhé. Những cái chân loa bên Hữu Minh bán cho bác như mấy tháng trở lại đây là em bán cho bác là cái dòng đời cao hơn, là những cái mặt này bằng sắt này và những cái trụ bo đây cũng bằng sắt bác nhá. Bằng sắt thì nó sẽ đảm bảo về chất lượng, khỏe hơn, chắc chắn hơn, không là bị vỡ. Đồ nhựa ngày trước ấy thì nó bằng nhựa, nhưng bây giờ em nhập toàn bằng sắt thôi, trên nhau không đáng bao nhiêu tiền cả. Và cái mức giá em vẫn để cho bác người giá 450.000, đó là sử dụng cho mình một chân loa với màu đen, nhìn rất là đẹp và sang. Thì cái chân loa này phù hợp như các bác nhà vụ, các bác không thể không mua cái đôn hoặc là tủ nhà bác nó quá cao, thì bác có thể để hai cái những dòng loa full ý, thì bác có thể để hai chân hai bên. Thứ nhất là về hình thức nó cũng rất là đẹp, để chân chống loa, cũng như các bác anh em mà nhu cầu để những cái dòng loa nằm chẳng hạn, thì bác có thể để lên cái tấm giá này. Thì tùy theo dòng loa, những dòng loa nằm vừa nhưng dòng 3 bát 25 thôi thì bác có thể bắt trực tiếp vào đây, để xuống và bác đã bắt trực tiếp đế vào đây. Còn những dòng loa tầm bát 30 trở lên thì nó có kích cỡ to hơn, thì bác phải chế cái mặt nó to hơn một tí để cho đảm bảo nó an toàn cho nhà, có trẻ con, gia đình. Cách sử dụng nó rất là dễ, thì địa điểm đây như bác nhìn thì nó sẽ có điểm co, khi bác tuệ chân ra được điểm co đây và tăng giảm độ cao được, và bác có tăng giảm được ở cái điểm ống này. Thì mỗi cái điểm ống này thành nước anh, mỗi cái điểm ống này các bác lưu ý nhé, là từ thì đây nó sẽ có một cái ngoài, các bác xếp đây để giữ cái điểm ống kéo đây, nghe, để điểm thanh hạ thấp hạ cao này thì theo yêu cầu mình, thì xếp ở đây thì bác cài thêm với em cái thanh tì vào trong để cho tăng thêm độ chắc, nó đâm nó kéo xuống đấy, rất là chắc và bền. Cái mẫu này thì mỗi lần em nhập về giật rất là nhiều, hôm trước em nhập cả bóng inox cả về 100 bộ em bán hết rồi. Và hôm nay em tục nhập thêm 50 bộ để phục vụ bác, thì mới mức giá tiêu chí lấy công làm lãi thôi. Và đây là dòng sản phẩm chân loa được sản xuất tại Việt Nam nhưng rất là bền luôn nhé. Và một số lưu ý các bác này, đối với dòng chân loa các bác mua ấy thì cũng là cái chân nó y xì này thôi, nhưng nó sẽ yếu ớt hơn. Các bác biết là ở điểm gì không ạ? Đó là chính là ở bên đây, ở cái ống này, ống sắt này để em rút ra cho bác. Ống sắt này, cái ly nó mỏng này, vâng, ly nó mỏng, và cái đôi chân này nó nặng 89 cân nha bác nhá, 89 kg ấy, chân sắt Hiếu Minh bán cho bác là nặng 89 kg. Nếu mà cái ly mỏng hơn này thì chỉ nặng khoảng độ 6 cân rưỡi thôi, hơn rưỡi nhẹ hơn hẳn cân, hơn cân sắt đấy các bạn, thì nó sẽ không đảm bảo được kết cấu cũng như là độ bền cũng như là an toàn khi bác che cái cắm loa. Thì đối với chân này nó rất là chắc chắn và nặng đến một cặp này nặng đến 8,5-9 cân thôi, rất là nặng và sắt rất là dày.
như vậy mới có thể chịu tải được cái trọng lượng của loa, những dòng loa cặp bass 40 full như anh em đi sự kiện hoặc các bác gia đình. Thì dòng ngắn gọn chỉ review với mẫu chân loa kiện này thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Đường Minh qua hai số điện thoại online là 0919182233 hoặc 0869997229. Cũng như cảm ơn tất cả các bác đã xem cũng như ủng hộ video của mình và xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.